Sáng 30 tháng 3, nhà sách Fahasa đã trao tặng hơn 20 phần quà và suất học bổng cho các trẻ em nghèo vượt khó học giỏi của quận Tân Phú nhân dịp khai trương. Tọa lạc tại tầng 1 trung tâm thương mại Bixi Tân Thành, số 685 đường Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhà sách thứ hai của Fahasa được đặt tại quận Tân Phú. Với diện tích rộng gần 300 m², có tổng kinh phí đầu tư gần 4 tỷ đồng, nhà sách được đầu tư chính quy từ cơ sở vật chất hiện đại tới hàng hóa phong phú, trưng bày 50.000 bản sách quốc văn và ngoại văn các loại, cùng hơn 10.000 các mặt hàng văn hóa phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm cùng nhiều khu trưng bày hàng chuyên nghiệp khác. Thì nhà sách này là nhà sách mà được Fahasa đầu tư hiện đại với đầy đủ các loại hàng hóa chủng loại, kể cả những hàng sản phẩm sách và hàng ngoài sách. Sách thì ở đây thì cũng có đầy đủ hàng hóa từ các nhà xuất bản trong nước và các nhà xuất bản nước ngoài. Những cái sản phẩm được kinh doanh tại nhà sách này thì được chọn lọc là những cái hàng hóa có cái giá trị và có thương hiệu, cũng như là những cái sản phẩm thiết thực đối với các em học sinh tại địa bàn quận Tân Phú. Cũng tại buổi lễ khai trương, hơn 20 phần quà đã được trao tặng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong địa bàn quận Tân Phú. Tôi rất cảm ơn và chân thành, rất hạnh phúc. Gia đình có động lực để nuôi dạy cháu nên người. Dạ, con cảm thấy rất vui khi mà được nhận học bổng như thế này. Khi mà tham quan và tìm hiểu thì con có ý định sẽ mua các sách về y dược. Fahasa thường xuyên chăm lo, chia sẻ, đồng hành cùng các bạn sinh viên, gia đình và xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Fahasa sẽ tiếp tục khai trương công trình xây dựng mới nhà sách Củ Chi vào ngày 5 tháng 4 năm 2017. Nhà sách sẽ trở thành thư viện cho người dân, nhất là các em thiếu nhi đến đọc sách miễn phí, góp phần phát triển tri thức xã hội.